Rồi sau đây Yến chuẩn bị review cho mọi người cái mẫu giới thiệu cái bên giới thiệu cho mọi người mẫu Strangler này nha. Rồi thì trước mắt Yến đây là cái mẫu xe, đó chính là Strangler 1002X. Mẫu này vừa được ra mắt cũng đầu năm. Thì đây anh chị em nào thích tới cái mẫu Strangler mà ngại với chiều cao thì trước giờ sẽ có cái mẫu đó chính là Strangler 1002XC, mẫu đó là 1002XE. Thực ra bây giờ năm 2021 này mình đã bỏ mẫu, bên hãng nó đã cắt cái mẫu 1002XC rồi. Bây giờ nó ra mắt cho một bộ sưu tập và nó trông hoàn toàn mới luôn, đó chính là mẫu Strangler 1002X này. Thì cái mẫu này nó khác biệt gì với lại là cái mẫu 1002XE với XC? Thì cái thứ nhất đó chính là chiều cao yên của con này rất là thấp, nó chỉ có 802 thôi. Nó sẽ phù hợp với nhiều anh chị em nào mà thích mẫu 1002 mà với chiều cao khiêm tốn á, thì mình có thể sử dụng cái mẫu này. Mà giá thành thì lại hợp lý nữa. Giờ camera quay lại cho mọi người xem. Thì Yến một cao 1m65. Nhưng mà chống chân tới với cái con xe này thì nó sẽ hơi nhỏ tí xíu. Ờ nhờ camera quay lại sát, không biết là mình nói nghe không? Cái mic không gắn được cái máy này nên nói phải nói lớn lên. Rồi nếu mà thích cái mẫu Strangler 1002X thì đây cũng là cái mẫu mà nếu mà thích với cái mẫu xe mà vừa đa dạng đó, kiểu địa hình nè, vừa đi phố vừa đi tour được á, đi xa được á, thì anh chị em hãy cân nhắc tới thử cái mẫu Strangler 1002X này. Nó linh động, linh hoạt trên tất cả mọi cung đường luôn. Và động cơ nó 1200, nó đủ mạnh cho anh chị em nào mà khám phá với những cái địa hình khám phá với những cung đường, và những cung đường có địa hình nhiều, địa hình xấu nhiều. Rồi thì trên cái xe này Yến muốn cho giới thiệu với mọi người một cái nữa là Yến muốn giới thiệu, đó chính là cái xe này đã được lên đồ chơi. Thì đây, cái này đã lên cái trước mắt mình đi được phía trước, đó chính là đã lên cái dè nha. Lên cái dè này thì cái dè này có giá bộ vè cao này, giá chính hãng đó chính là 7.897.000 đối với cái dè này, dè chính hãng. Cái nữa là lưới đèn này có giá là 3.200.000 nha mọi người. Và thêm nữa là cái kính chắn gió đó, cái kính chắn gió này nó có giá là 12.300.000 giá chính hãng. Rồi và thêm một cái nữa là cái con này nè là nó chưa bản XE, nó sẽ có cái bảo vệ tay lái, nhưng riêng cái bản này thì mình phải gắn tay lái thêm, cái bảo vệ tay lái này thêm. Thì cái bảo vệ tay lái chính hãng của con này thì có giá là 5.979.000. đây, bảo vệ tay lái nè, đó 5.9 triệu. Thì đã lên nè, ở phía trước là đã lên dè nè, kính chắn gió nè, lưới đèn nè, với cái bảo vệ tay lái. Riêng bản này thì mình sẽ gắn thêm cái phụ kiện này, nhưng còn những còn cái bản XE thì nó có sẵn cái này rồi, mình không cần phải gắn bảo vệ tay lái này nữa. Ok ha. Ở cái dưới này thì đã gắn thêm cái chương, cái này không cần gắn ốp gầm, nó chỉ gắn thêm cái valve sau, cái valve sau chính hãng, cái valve này ok nha. Đó, cái valve này thì có giá là 9.798.000. Thật ra là giới hạn lúc kiểu là nó đẹp và nó đa dạng nha. Kiểu như là cái gọng này nó sẽ bán rồi. Em quay lên cái gọng này. Riêng nha, cái gọng này á, sẽ bán rồi ra thì cái gọng này có giá là 13.700.000. Lý do mà tại sao mà nó lại mắc? Tại vì cái này nó làm bằng nhôm. Nó làm bằng nhôm á. Nên thì cầm cái điện thoại nó ngang như chị thấy nó méo méo á, mọi người coi sao méo đây. Từ từ đi, để chị review cái này cho khách coi cái đã. Rồi. Cái ba ga này, cái gọng tay lái này này nó giá nhiêu ta? Tự nhiên nó quên rồi. À 13.700.000. Nó mắc tại sao nó mắc là cái này, cái trọng tâm của cái ba ga này của cho con Strangler này nó sẽ ở một bên. Hiểu không? Nó sẽ ở một bên thì khi mà mình di chuyển cái độ nặng nó sẽ ở một bên. Ví dụ mình bỏ đồ trên cái chỗ này nè,
nó nặng thì một nó sẽ gì mình giải thích sao ta, nó sẽ giữ cái nó sẽ giữ lực đó, độ nặng nó sẽ một bên nên làm ra con này phải là chắc chắn và phải nhẹ. Thì cái cọng này làm bằng nhôm pha một kim, pha kim loại nó kiểu nó vừa nhẹ mà phải cứng nữa thì nên nó có giá thành cao. Nhưng mà dĩ nhiên là mọi người yên tâm là cái giá này những người mới báo giá đồ chơi này sẽ giảm 30% khi mà áp dụng cho khách hàng mua bill đầu tiên tại trial. Ok ha. Túi này cũng 13 triệu nè, cái này là đựng đựng cả thế giới luôn á. Cái này đựng nhiều lắm, đựng đồ nhiều lắm. Còn cái ba ga này nè, em muốn gắn chơi gắn cái ba ga này cũng được nè. Ví dụ như anh chị em á, chở người ngồi sau hoặc chở chị ngồi sau á, là gắn cái túi 30 lít á, hoặc 60 lít á, gắn cái túi một cái túi phía sau này, một cái túi phía sau là chị ngồi sau dựa cho cái túi là mình vừa chở đồ được ở trên cái túi này với thêm một cái ít đồ ở trên đây nữa, nếu mà sử dụng gấp. Còn ở trên cái bình xăng này thì hoặc thêm có một cái option tiếp theo nữa là chính mình sang này nè, là chị em có thể gắn một cái túi hút bỏ phía dưới đây đó. Thì đây muốn giới thiệu với mọi người đó chính là cái một số phụ kiện khi mà đã gắn lên cái xe này rồi đó. Rồi để cho mọi người hình dung với lại là xem được coi là cái xe này đã gắn được cái gì. Thực ra nó gắn được nhiều lắm, với lại nó cũng có nhiều kiểu dáng độ. Tại vì dán này thì mình cũng có giới thiệu nhiều nữa, cũng nhiều bạn làm clip rồi. Thì dán Scrambler của mình coi là mình lúc nào nó cũng có một cái mô tắc sát bên này. Từ 1.900, riêng thành 400 thì cái mô nó đi thiếu thôi. 900, 1.900, 1.900, E, C đó. Bây giờ thì nó sẽ C bỏ rồi, bây giờ nó ra cái bản mới hoàn toàn, đó là bản X này. Bản 1.200 này, giá thành nó cũng hợp lý nữa, có 499 triệu thôi. Đó, ra giấy luôn là tầm khoảng 502 cái biển Sài Gòn đó. Rồi cái này nữa là nó khác. Cái đồng hồ của thằng Scrambler 1.200X này nè, nó sẽ khác, nó sẽ giống như đồng hồ của thằng Trident đó. Đó, rồi Yến sẽ nổ máy cho mọi người xem nha. Rồi, em giúp chị nè, em quay vô cái tiếng bôi chị mở cho khách nghe nha. Dòng xe này thì hãy liên hệ với Yến này. Tới địa chỉ với Yến là sẽ là ở số 3 Nguyễn Lương Bằng,